Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Phú Trọng dọn đường cho phe cánh vào Bộ Chính trị trước Đại hội Đảng 13 sắp tới. Trong năm tiểu ban được thành lập tại Hội nghị Trung ương 8 để chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng cầm quyền sẽ diễn ra vào đầu năm 2021, tiểu ban nhân sự tuy được xếp ở vị trí cuối cùng nhưng thực ra là quan trọng nhất và luôn quan trọng nhất trong lịch sử lục đục và nhộn nhạo của chính thể một đảng cai trị này. Tiểu ban nhân sự quan trọng đến như thế nào? Còn ít tháng nữa mới đến Đại hội Đảng 13 nhưng Tổng Bí thư Trọng đã nắm luôn không chỉ tiểu ban nhân sự mà còn tiểu ban văn kiện của Đảng Cộng sản. Một tiểu ban chấp bút định hướng những đường lối đối nội và đối ngoại then chốt nhất của Đảng ta. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng tiểu ban kinh tế xã hội, còn tiểu ban điều lệ Đảng do trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm trưởng tiểu ban. Như vậy một lần nữa Tổng Bí thư Trọng lại được làm trưởng tiểu ban nhân sự. Vào khoảng thời gian năm 2015 khi toàn đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 12 trong bầu không khí đua tranh quyết liệt cùng đủ thứ đơn thư tố cáo lẫn nhau được tung lên mạng xã hội, ông Trọng trên cương vị Tổng Bí thư cũng đã chủ động làm trưởng tiểu ban nhân sự. Theo nguyên tắc của Đảng cầm quyền, nhân sự chủ chốt trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và kể cả Ban Chấp hành Trung ương sẽ được chọn theo 3 phương án nhân sự. Một danh sách do Tổng Bí thư đưa ra, một danh sách khác do tập thể Bộ Chính trị đưa ra và danh sách còn lại là phần của Ban Chấp hành Trung ương. Theo thông lệ, phương án nhân sự do Tổng Bí thư đưa ra là mang tính chi phối nhất, mà nhiều thông tin cho biết đó chính là phương án mang tính quyết định trước Đại hội Đảng 12. Sau đó mới tuần tự đến tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Tại các hội nghị Trung ương 13 và 14 diễn ra vào nửa cuối năm 2015, mặc dù đã nắm được vai trò trưởng tiểu ban nhân sự, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn bị cạnh tranh và thách thức quyết liệt bởi 3X Nguyễn Tân Dũng, đối thủ mà mới chỉ vào đầu năm 2015 đã vọt lên xếp đầu bảng trong cuộc đua bỏ phiếu thăm dò uy tín Tổng Bí thư cho Đại hội Đảng 12. Trong lúc ông Trọng chỉ đứng thứ 8, theo nhiều thông tin không chính thức, nhưng cho tới giờ vẫn không được bất kỳ cơ quan nào của Đảng hay khối chính phủ đính chính hoặc cải chính. Chỉ đến khi còn ít tháng nữa tới diễn ra Đại hội 12, Thủ tướng Dũng mới phải làm một bản tường trình dài cho Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về 12 vấn đề nhạy cảm liên quan đến con cái, phát ngôn và tài sản của ông. Hầu như ngay sau đó, bản giải trình này đã được chụp ảnh nguyên trạng và tung lên mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt như không rõ nằm dụng ý gì. Chính bản giải trình này cùng với quy định nội bộ đảng theo cách mà Thủ tướng Dũng không thể ngờ, đảng viên không được tự ứng cử đã khiến cho ông Nguyễn Tân Dũng một đi không trở lại và làm cho phương án nhân sự Tổng Bí thư tuyệt đối chống vắng cái tên đồng chí 3X. Giờ đây Nguyễn Phú Trọng đang thừa thắng xông lên sau lời cảm thán tôi bất ngờ khi ông Trọng bày tỏ nỗi ngạc nhiên khi nhận được đến 100% phiếu thuận của Đại hội 12 cho ứng viên Tổng Bí thư duy nhất của ông ta. Tháng 10 năm 2018 và như cách thức vận động của giới chuyên gia và quan chức thận cần của Đảng về thời điểm chín muồi để hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư ngay sau cái chết bất ngờ của Trần Đại Quang là sự kiện Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị một lần nữa 100% Ban Chấp hành Trung ương đề cử trở thành Chủ tịch nước để chẳng bao lâu sau đó sẽ có một quốc hội quen gật chẳng hề khó khăn chấp thuận cái chức danh vừa cũ vừa mới ấy. Có thể cho thấy rằng đây là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội 12, ước vọng và tương lai chính trị của ông Trọng đã hiện rõ hơn nhiều. Không chỉ quá cần tính đến tấn tính chính danh Chủ tịch nước trong những đợt công du đối ngoại, ông Trọng còn được xem là tập trung và thâu tóm quyền lực chưa từng có kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn. Một hiện tượng đặc biệt mà đã trở thành đầu đề của cả báo chí quốc tế. Nhưng vẫn chưa hết. Và có lẽ còn lâu mới hết điều cốt yếu hơn và có thể khiến cho giới quan sát chính trị thêm một lần nữa cảm thấy sốc là dường như thâm tâm của ông Nguyễn Phú Trọng còn đang tính đến khả năng ông sẽ tiếp tục làm Tổng Bí thư và tất nhiên kiêm Chủ tịch nước thêm một nhiệm kỳ nữa tại Đại hội 13. Dù hiến pháp và điều lệ đảng hiện thời chỉ giới hạn Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tối đa là 2 nhiệm kỳ. Việc chủ động nhận lãnh trách nhiệm phụ trách trưởng hai tiểu ban nhân sự và văn kiện cho Đại hội Đảng 13
Ông Trọng là một chỉ dấu mạnh mẽ, lộ liễu cho thấy nếu muốn và khi sức khỏe còn cho phép, chính ông sẽ ngồi vào ghế Tổng Bí thư Chủ tịch nước vào năm 2021 ở độ tuổi 77. Còn từ đây đến đó sẽ là công việc sửa đổi hiến pháp. Một tham khảo rất gần gũi là Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được hầu như toàn bộ quốc hội nước này gật đã được sửa ngay đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2017, trong đó đã chính thức bãi bỏ giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ chủ tịch nước, dọn đường cho Tập Cận Bình trở thành hoàng đế suốt đời hoặc có thể nắm quyền tối cao nhất cho đến chết. Nếu ngay cả một chuyên gia quốc tế được xem là rất am hiểu về chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam như giáo sư Cạ Thayer còn phải thừa nhận rằng ông đã bất ngờ trước kịch bản Tổng Bí thư Trọng ngồi ngay vào cái ghế chủ tịch nước ngay sau cái chết của ông Trần Đại Quang. Chẳng có đột biến nào là quá khó khăn để không xảy ra trong những năm tới. Với đà vận động thần tốc tại thời điểm chín muồi và những khuôn mặt cẩn thận không thay đổi như Nguyễn Đình Hương, Vũ Mão, cùng những cây viết truyền thông quen mặt như Huy Đức, có lẽ chẳng có lực cản nào đủ lớn để khiến cho công cuộc vận động sửa đổi hiến pháp về thay đổi nhiệm kỳ Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ được đặt trên bàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào một thời điểm chín muồi, bị tổn thương mà không thể chót lọt. Khi đó, và ngược hẳn với Nguyễn Tấn Dũng bất thần ngã ngựa, một đảng viên thậm chí còn có thể tự ứng cử hay nhận đề cử nếu không được tập thể đề nghị, hoặc chẳng cần sự chấp thuận của bất kỳ đảng viên nào nếu điều lệ đảng được sửa đổi theo hướng cách mạng như thế. Tại Việt Nam, trò chơi vương quyền đang được các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dọn đường tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13. Trò chơi vương quyền là một bộ phim truyền hình giả tưởng của Mỹ về sự tranh giành để kế vị ngai vàng, miêu tả khá trung thực bối cảnh thời Trung Cổ, đã thu hút số người xem kỷ lục trên truyền hình và có một lượng hâm mộ quốc tế rộng rãi. Trò chơi vương quyền với nội dung đầy máu, tình dục, bạo lực và những thủ đoạn quyền lực chính trị. Đây là một bộ phim có lẽ được nhiều chính trị gia yêu thích. Khát vọng quyền lực thời nào cũng lớn mà đỉnh cao là vương quyền. Chiếm đoạt, tranh giành, chuyển giao là những trò chơi với các âm mưu và thủ đoạn khốc liệt trong các thiết kế, thiết chế khác nhau và luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người vì bản năng nguyên thủy. Chế độ Cộng sản toàn trị Việt Nam mang những đặc điểm khác biệt trong tiến trình phát triển của loài người, được trang bị bởi sự hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin. Chế độ này ra đời bởi cách mạng vô sản và thiết lập nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Sau hơn 70 năm tồn tại, chế độ này đã sụp đổ vào đầu những năm 1990. Quá trình chuyển đổi theo hai hướng, đều chuyển sang kinh tế thị trường nhưng khác nhau ở chính trị. Đối với các nước Đông Âu và Liên Xô cũ, chế độ dân chủ kiểu phương Tây dần dần thay thế Trung Quốc, Việt Nam duy trì chế độ Đảng Cộng sản lãnh đạo, thực thi cải cách và hội nhập kinh tế đã mang lại những thành tích kinh tế. Tuy nhiên, do mâu thuẫn về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và các nguyên tắc thị trường mà sự bất ổn thể chế diễn ra ngày càng nghiêm trọng, biểu hiện căng thẳng ở trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản và ở Việt Nam, theo các nhà quan sát, lên đỉnh cao ở Đại hội Đảng lần thứ 12. Đảng Cộng sản Việt Nam liệu có thể duy trì được sự lãnh đạo và nền kinh tế thị trường sẽ thay đổi như thế nào? Làm sao chế độ có thể bền vững nếu người dân đứng ngoài trò chơi vương quyền? Đó là những câu hỏi được đặt ra trong cảnh trở chiều của chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới. Hình ảnh trong hội nghị bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ làm bí thư thành phố Hà Nội cho thấy ông Hoàng Trung Hải với nét mặt đau khổ như sắp khóc. Tới nay, trước thềm đại hội 13, trò chơi vương quyền sẽ là sự chuyển giao tứ trụ sau thời kỳ bất ổn. Sự quan tâm đến những nhân sự cao cấp cụ thể là nhu cầu của số đông. Nhưng liệu sự bền vững của chế độ có được đảm bảo là điều cần lưu ý trong cải cách? Sự bất ổn về các vị thế quyền lực trong trò chơi vương quyền đang ở mức cao điểm hơn bao giờ hết và người hiểu rõ nhất chính là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi sự thay đổi nhân sự cấp cao, đặc biệt ở Bộ Chính trị giờ đây đều được dư luận quan tâm. Hơn thế, việc kém công khai minh bạch trong chế độ đảng trị khép kín bởi những quy định riêng nên thường
kích thích sự tò mò của dân chúng. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và điều chuyển ông ta làm Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Ngày 7 tháng 2, một Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng là ông Vương Đình Huệ liền được phân công thay thế giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Những suy đoán mang tính cá nhân nên việc tranh luận sôi nổi rằng liệu ông Vương Đình Huệ sẽ giữ vị chí gì, kế nhiệm Tổng Bí thư hay Thủ tướng trong tứ trụ, hay liệu ông Hoàng Trung Hải có bị án kỷ luật nào kiểu như ông Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hay không. Trò chơi vương quyền dường như đang đến hồi quyết liệt, gay go giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình bất ổn diễn ra đồng thời với chuyển đổi sang kinh tế thị trường khi mâu thuẫn về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và các nguyên tắc thị trường ngày càng gay gắt. Và cao điểm bất ổn được cho là đã diễn ra vào nhiệm kỳ trước Đại hội 12 khi đa phần Ủy viên Trung ương khóa 11 không đồng thuận trước một số quyết định của Bộ Chính trị như việc bổ sung hai chức danh trưởng Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương vào Bộ Chính trị năm 2013 và không kỷ luật nguyên Thủ tướng đồng chí X hồi năm 2014. Mặc dù Đại hội 12 đầu năm 2016 diễn ra căng thẳng, nhưng nút thắt đã được gỡ khi sự đồng thuận, cân bằng cũng đạt được 180 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 19 ủy viên Bộ Chính trị và ông Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn tiếp tục nhiệm kỳ 2 giữ cương vị Tổng Bí thư. Củng cố vương quyền chỉ là giải pháp tạm thời để giải cứu tình thế bất ổn, ngấm ngầm chứa đựng trong nội bộ các vương quyền ấy tại Ba Đình. Chế độ Đảng Cộng sản toàn trị ra đời bởi cách mạng chuyên chính, trong đó cá nhân lãnh tụ có vai trò lớn. Bởi vậy, thế hệ khai quốc công thần được sùng kính, họ thường nắm quyền lãnh đạo suốt đời. Nhiều vị lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã từng chết vì già và bệnh tật khi đang tại vị. Còn ở Liên Xô, sau khi Joseph Stalin nắm quyền 31 năm, Leonid 1906-1982 làm Tổng Bí thư 18 năm từ năm 1904-1994 cho đến năm 1982. Trung Quốc, ông Mao Trạch Đông từ năm 1893 đến 1976 giữ chức Chủ tịch Đảng thực quyền tối cao 33 năm. Từ năm 1943 đến năm 1976 và ở Việt Nam là Lê Duẩn 1907-1986 lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có thời gian tại vị lâu nhất gần 26 năm. Tuy nhiên khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường thì chế độ toàn trị gặp phải vấn đề nguy vương, nhất là việc chuyển giao từ thế hệ khai quốc công thần đến các thế hệ kế tiếp. Đó là năng lực của lãnh đạo kế nhiệm vương quyền, làm sao có thể chọn được vị vua anh minh để duy trì vương triều. Liệu có cơ chế nào để bảo đảm rằng ông ta sẽ giúp tái hiện những nhân vật anh minh, nối tiếp hết thế hệ này sang thế hệ khác? Đây là câu hỏi khó cho Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản cũng thực thi một số quy định như lãnh đạo theo nguyên tắc tập thể, giới hạn về nhiệm kỳ công tác và độ tuổi, lựa chọn dựa vào phẩm chất và năng lực, coi trọng thử thách thực tế qua các vị trí công tác. Tuy nhiên, việc nảy nở các quan hệ phức tạp xã hội tư bản thân hữu, sự cấu kết giữa các quan chức với doanh nghiệp để chiếm đoạt tài nguyên và tài sản công, những hiện tượng thái tử đảng, thái tử đỏ, cả họ làm quan, bảo trợ chính trị, nhóm lợi ích, trục lợi tham nhũng đã phá vỡ các quy định trên. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định quá trình này là tự diễn biến, tự chuyển hóa, và một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống đang đe dọa sự tồn vong của chế độ, khiến cho sự sụp đổ ngày càng hiện hữu, xác thực hơn. Bởi vậy, tăng cường chiến dịch chống tham nhũng và củng cố tổ chức đảng là lựa chọn nhằm tập trung quyền lực cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Năm 2017, ông kiêm luôn chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Tránh nguy cơ sụp đổ chế độ nên việc củng cố vương quyền là giải cứu. Những kết quả chống tham nhũng và sắp xếp nhân sự cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang là nhân vật làm chủ tình hình.
Ngoài ra, những thành tích kinh tế từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đang hỗ trợ cho Đảng, bởi vậy củng cố thêm những nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Vì lý do giới hạn độ tuổi, nhiệm kỳ công tác và sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ coi việc chuyển giao vương quyền là một trọng tâm. Ngoài việc điều động bố trí nhân sự chuẩn bị cho đại hội, nhiều quy định về đề cử, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, nêu gương của lãnh đạo cấp cao cũng được ban hành. Mới đây, ngày 2 tháng 2 năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố quyết định 214 thay thế cho quyết định 90 năm 2017. Bộ Chính trị đã đề ra khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cao cấp. Theo các nhà phân tích, quy định 214 cụ thể hơn đối với nhiều chức danh lãnh đạo cao cấp, đồng thời tiêu chuẩn mới cho chức danh Tổng Bí thư được hạ bớt. Trước đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Việc đưa ra các tiêu chuẩn phù hợp với những quy định nhân sự có thể còn thay đổi, nhưng không thể là thách thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thượng phong trong nguyên tắc lãnh đạo tập thể để hoạt động thuận theo quy hoạch. Khi mục tiêu chung là lý tưởng cộng sản thì bất kỳ tiêu chuẩn hay quy phạm đạo đức nào cũng là thứ yếu. Và thông thường, vị lãnh đạo tối cao và người duy nhất có quyền xác định mục tiêu cho các thành viên trong tổ chức. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với người cán bộ là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và lý tưởng. Tuy nhiên, trong điều kiện chuyển đổi kinh tế sang thị trường thì tiêu chuẩn lựa chọn người lãnh đạo theo ý thức hệ có thể mâu thuẫn với năng lực điều hành và thích nghi với thực tế đang thay đổi phức tạp. Nói cách khác, mâu thuẫn giữa đảng trị và kỹ trị làm suy giảm hiệu quả điều hành của bộ máy công quyền. Tất cả các yếu tố trên thách thức tính trung thực của cán bộ đảng viên. Ngoài ra, vấn đề là liệu có thể có một cơ chế tự giám sát quyền lực khả thi hữu hiệu khi không thể kiểm soát được tài sản của họ từ nhiều lỗ hổng luật pháp trong xã hội và những quan hệ thân hữu phức tạp, khiến cho Đảng Cộng sản ngày càng mục ruỗng và mất uy tín toàn diện trước gần 100 triệu người dân Việt Nam. Vương quyền cũng cần có cơ chế để kiểm soát. Nên chăng cần đặt việc chống tham nhũng, tập trung quyền lực và củng cố tổ chức đảng trong bối cảnh cải cách thể chế? Trong đó, quyền lực ở mọi vị trí, kể cả vương quyền, cũng cần có cơ chế kiểm soát. Khi quyền lực được tập trung càng cao thì các đảng viên, cán bộ chỉ là phương tiện phục vụ cho những mục tiêu lý tưởng cao đẹp và các giá trị đạo đức cách mạng, thì những đặc điểm mang tính chất của chế độ toàn trị sẽ xuất hiện. Đó chính là hệ thống giải trình và chịu trách nhiệm thiếu dân chủ trong tổ chức và hơn thế là trước nhân dân. Đảng không được dân bầu trực tiếp nên tính giải trình và chịu trách nhiệm chủ yếu được thực hiện trong tổ chức theo chiều từ cấp dưới lên cấp trên. Nếu một cán bộ đảng viên có khuyết điểm và đảng muốn trừng phạt thì anh này buộc phải giải trình và chịu trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, sự giải trình và chịu trách nhiệm mang tính đạo đức nhiều hơn là pháp lý. Chính quyền không thể xử lý khi đảng chưa có ý kiến. Đặc điểm của Đảng Cộng sản trong giai đoạn này đang dẫn đến hậu quả là quyền lực ngày càng bị tha hóa, mà biểu hiện rõ nhất là việc lạm dụng bạo lực và quản trị yếu kém của bộ máy tập trung quan liêu, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi sang thị trường, đòi hỏi tính công minh, công khai, minh bạch, thông tin và kiến thức đầy đủ kịp thời. Người ta đang tuyên truyền đề cao quá thái rằng chính phủ điện tử, trí tuệ nhân tạo, internet, vạn vật và nhiều hình thức công nghệ truyền thông hiện đại có thể loại trừ tính quan liêu của bộ máy toàn trị. Tuy nhiên, vấn đề lại chính ở chỗ liệu đảng, chính quyền có khả năng đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của quần chúng cũng như tôn trọng ý kiến của họ về cách quản trị xã hội hay không. Trò chơi vương quyền tác động đến cuộc sống của đất nước, của mọi người, bởi vậy cần có sự tham gia của họ. Kinh tế thị trường mang lại nhiều quyền hơn cho người dân, trong đó quyền kinh tế và càng độc lập hơn với đảng, nhà nước, họ càng đòi hỏi quyền tham gia chính trị. Do vậy, tính giải trình và chịu trách nhiệm đối với quần chúng cần phải được thể chế hóa thông qua bầu cử để làm sao các nhà lãnh đạo luôn có cảm giác bị giám sát bởi nhân dân. Nếu lãnh đạo không làm việc đúng đắn thì họ sẽ không được dân bầu nữa.
Tại Việt Nam, khi Đảng Cộng sản dùng các thủ đoạn để gạt ra ngoài lề gần 100 triệu người dân Việt Nam nhằm độc quyền cai trị, thì hậu quả đưa lại sẽ thảm khốc, kéo theo đất nước thêm tụt hậu và hỗn loạn xã hội. Điều cần nhất lúc này là sự dũng cảm của từng người dân Việt Nam. Họ cần lên tiếng bằng mọi biện pháp phù hợp để Đảng Cộng sản phải nhận ra sai lầm khi đã đưa thứ chủ thuyết ngoại lai về giày xéo quê hương đất nước. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.